Theo thống kê, từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8, mưa lũ đã làm thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn hai huyện Mường Lát và Quan Sơn của tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, hơn 40 nhà dân bị sập, cuốn trôi, 3 người chết, 11 người còn chưa liên lạc được. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng vũ trang quân khu 4 và bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lũ ống, lũ quét và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn hai huyện. Ngay trong sáng nay, 4 tháng 8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao 5 tấn gạo tặng chính quyền và nhân dân xã Na Mèo. Đồn Biên phòng Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa cử ngay một bộ phận phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào để mượn đường trên đất bạn tiếp cận và một bộ phận dùng bè mảng để vận chuyển lương thực, thực phẩm vượt sông Luồng vào bản làm công tác cứu trợ, kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói. Chiều ngày 4 tháng 8, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương tìm mọi phương án để tiếp cận các bản còn bị cô lập. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao 5 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho hai gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi tại bản Bo, xã Na Mèo. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động hơn 700 cán bộ chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân, tự vệ địa phương, nhanh chóng có mặt tại địa bàn làm công tác cứu hộ, cứu nạn. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đang có mặt tại địa bàn khu vực sông Luồng thuộc bản Ngàm, xã Điện Sơn, huyện Quan Sơn, tích cực tìm kiếm số người bị mất tích có khả năng trôi qua. Tiểu đoàn 40 Trung đoàn 762 đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ có mặt tại huyện Quan Sơn vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, cấp ủy chính quyền, chúng tôi đã chia nhỏ các lực lượng tích cực tìm kiếm những người dân chưa biết thông tin. Chúng tôi điều động 31 đồng chí của dân quân cơ động của xã Sơn Điện, phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, chốt chạm ở địa bàn, đi tìm theo dọc sông Luồng những người đang mất tích. Tại các địa bàn tìm kiếm, các lực lượng thường trực đã cùng với các ban ngành, đoàn thể địa phương và người dân chia thành 3 mũi phối hợp tìm kiếm dọc hai bên sông Luồng thuộc các xã Sơn Điện, Sơn Thủy, Mường Mìn và xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. Các mũi được chia làm nhiều nhánh, tổ để tìm kiếm. Đến trưa ngày 4 tháng 8, các lực lượng đã tìm thấy một thi thể người dân bị lũ cuốn trôi là ông Ngân Văn Niệp ở bản Muống, xã Sơn Thủy. Cái nhiệm vụ trước hết là chỉ đạo lực lượng tại chỗ, lực lượng của hai huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện Quan Sơn và Mường Lát và lực lượng Bộ chỉ huy quân sự của tỉnh tập trung khắc phục hậu quả, tìm kiếm những cái người đã mất tích và hiện nay thì là lực lượng tại chỗ đang theo dọc cái tuyến sông Luồng để tìm kiếm những cái người còn mất tích. Dự báo mưa lũ ở khu vực này còn diễn biến phức tạp, hiện đang còn 11 người chưa liên lạc được. Công tác tìm kiếm đang được các lực lượng tiếp tục triển khai.